hé lộ chuyện Phạm Hương bị chơi xấu tại tập 5 The Play. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng việc chương trình bị cắt khi phát sóng khiến cho chiến thắng của team Phạm Hương trở nên không thuyết phục. Sau khi tập 5 The Play kết thúc với chiến thắng dành cho team Phạm Hương đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi màn trình diễn của team Phạm Hương thì đa phần phẫn nộ thay cho Lan Khuê. Nhiều ý kiến cho rằng Phạm Hương được thiên vị quá mức và kết quả là team của cô đã chiến thắng ở thử thách khách quốc trong khi chưa thật sự nổi bật. Trong thử thách khách quốc, trên bàn tiệc trước sự chứng kiến và làm khó của các khách mời, team Phạm Hương có lợi thế hơn hẳn. Khi được trình diễn đầu tiên, lúc này các nghệ sĩ khách mời còn có vẻ e dè, chưa tạo ra những vật cản cho các cô gái. Chính vì thế, cho dù phát cáo vì thí sinh Diệp Linh Châu không nghe theo lời hướng dẫn của mình, nhưng huấn luyện viên Phạm Hương vẫn thở phào nhẹ nhõm vì phần thi của các cô gái trong đội diễn ra một cách hoàn toàn suôn sẻ. Trái ngược với sự suôn sẻ đó của đội Phạm Hương, các thành viên của đội Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê hoàn toàn gặp phải nhiều trở ngại hơn khi phải trình diễn vào thời điểm mà các khách mời đã hào hứng hơn rất nhiều. Họ liên tục đưa ra các chướng ngại để làm khó các cô gái đang phải chật vật trong những bộ đầm dạ hội khó xử. Tất nhiên, việc làm rơi đồ, đổ rượu hay các quốc chệnh choạng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều khán giả theo dõi qua truyền hình vẫn để phục các thí sinh của cả hai đội, đặc biệt là đội của huấn luyện viên Lan Khuê khi họ đã biết cách khắc phục tình huống khéo léo. Sau khi xem tập 5, rất nhiều ý kiến phẫn nộ đòi công bằng cho team Lan Khuê. Chính vì thế, nhiều người cho rằng dù thắng ở tập 5 nhưng Phạm Hương lại rước về cho mình vô số anti. Nhiều người cảm thấy thắc mắc tại sao tất cả các giám khảo tại phần thi khách quốc lại lựa chọn cho đội Phạm Hương, trong khi hầu hết khán giả xem truyền hình lại cho rằng đội Lan Khuê mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ít ai biết rằng còn có một màn trình diễn khác tại The Play nhưng không được phát sóng vì thời lượng chương trình. Chính vì thế, nhiều khả năng đây chính là màn trình diễn quyết định sự lựa chọn của các khách mời trong cuộc thi. Theo nhiều người dự đoán thì có lẽ đây là phần thi đầu tiên ở phần khách quốc. Lúc này các thí sinh được sử dụng những bộ váy bó dễ dàng hơn so với những bộ đồ thước tha sau đó. Có thể ở phần này, đội của Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà đã chưa có sự thể hiện xuất sắc so với đội của Phạm Hương. Và có thể sự thể hiện ổn định ở cả hai lượt trình diễn của đội Phạm Hương đã thuyết phục các khách mời giám khảo một cách hoàn hảo. Việc chương trình bị cắt khiến team Phạm Hương vô tình bị biến thành kẻ ăn may hay được thiên vị. Mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Những gì diễn ra khi phát sóng không phải là tất cả những gì đã diễn ra ở cuộc thi. Vì thế, so với rất nhiều khán giả xem truyền hình thì chắc chắn những người có mặt tại chính cuộc thi là những người được chứng kiến mọi thứ chính xác và rõ ràng nhất. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, mọi người cho rằng có lẽ Phạm Hương đang bị chơi xấu tại The Play. Nguyên nhân là do dù team Phạm Hương có 2 lần chiến thắng, nhưng cô lại nhận vô số gạch đá từ dư luận.